Nguyện mây hương màu này khắp cùng mười phương cõi cúng dường tất cả Phật tôn pháp các Bồ Tát. Vô biên chúng tánh văn và cả thái tánh hiền duyên khởi đại sáng chói trùm đến vô biên cõi khắp sông các chúng sanh. Đều phát lòng Bồ Đề hết một báo thân này sanh về cõi cực lạc. Nam mô Ương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Ương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Ương Cúng Dường Bồ Tát. Sắc tân Như Lai đẹp trong đời không ai bằng, không sanh chẳng nghi bàn, nên nay con đảnh lễ sắc thân Phật vô tận. Trí huệ Phật cũng thấy tất cả pháp thường trú, cho nên con về nương sức chi lớn nguyện lớn khắp độ chúng quần sanh. Khiến bỏ thân nồng khổ sanh kia nước mắt vui, con nay sạch ba nghiệp quy và lễ tán nguyện cùng các chúng sanh đồng sanh nước cực lạc. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thường Tịch Quang Tịnh Độ A Di Đà Như Lai Pháp Thân Màu Thanh Tịnh Khắp Pháp Giới Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thật Báo Trang Nghiêm Độ A Di Đà Như Lai Tăng Trưởng Hải Di Trần Khắp Pháp Giới Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Phương Tiện Thánh Cư Độ A Di Đà Như Lai Tăng Trang Nghiêm Giải Thoát Khắp Pháp Giới Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Cõi Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai Thân Cận Giới Đại Thừa Khắp Pháp Giới Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Cõi Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai Thân Hóa Đến Mười Phương Khắp Pháp Giới Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Cõi Lạc Phương Tây Giáo Hành Lý Ba Kinh Tục Nói Bài Chánh Cập Pháp Giới Tôn Pháp. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Cõi Lạc Phương Tây Quang Thế Âm Bồ Tát Ca Tăng Tử Kim Muôn Ức Khắp Pháp Giới Bồ Tát.
nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây Đại Tế Chi Bồ Tát Tăng Trị Sanh Vô Biên Khắp Pháp Giới Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Thân Ai Nghiêm Phật Tri Khắp Pháp Giới Thanh Chúng. Lương vừa ngung chiến đàn khói tôm ngào ngạt muôn ngàn cõi sáng, lòng con kính ngưỡng thiết tha ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam mô ứng dân cái Bồ Tát, Nam mô ứng dân cái Bồ Tát, Nam mô ứng dân cái Bồ Tát Ma Tát. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh vô lượng thọ. Trên đền bốn ân nặng dưới khu cổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát bồ đề tâm khi mãn bao thân này. Sanh qua cõi cực lạc, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, nay con nghe thấy kiên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hồi Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Phẩm thứ sáu phát đại thệ nguyện pháp tàng bạch rằng: bạch nước Thấy Tôn, cuối sinh được Thấy Tôn thường xót nghe cho con, nếu chừng được vô thượng bồ đề thành đăng chánh giác rồi cõi nước của vần ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, công thầy nghi bàn không có địa ngục ngã quỷ súng sanh các loại, nếu có chúng sanh sanh trong ba đường ác cho đến từ địa ngục sanh về cõi con, tỏ giáo pháp của con thật thành nổ đánh là tam miểu tam bồ đề, không đọa lại ba đường ác nữa.
Được như vậy con mới làm Phật, nếu không được như nguyên tay không thành vô thượng chánh giác, thì con thành Phật các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con. Thân tướng sắc vàng rồng đủ 32 tướng tộc, đủ tướng đại tướng phu đoán nghiêm chánh trực, tất cả đồng môn dung nhan, nếu có tục xấu hình thể sai biệt, thầy không thành chánh giác. Khi con thành vợ các chúng sanh sanh về cõi con, biết rõ vô lượng kiếp trước đây, rõ những việc thiện ác đã làm, nghe rõ sự việc khắp mười phương. Cảm ba đời khứ lai hiện tại, nếu không được như nguyên tay không thành chánh giác, khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, đều được tha tâm trí thông. Biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn gian ngực cõi Phật, nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, được thần thông tự tại ba la mật đa trong cảnh khắc, nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường thầy không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, xa lìa tâm phân biệt cá căn tịch tịnh, nếu chẳng an trụ trong định trụ đến đại niết bàn, thầy không thành chánh giác. Khi con thành Phật, có quán minh ngưỡng lượng chiêu khắp mười phương chư Phật, gấp ngàn vạn ức lần ánh sáng của nhật nguyệt, nếu có chúng sanh nào thấy ai chạm được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nữa con, nếu không được như dây tay không thành chánh giác. Khi con thành Phật, sống lâu vô lượng vô số thanh văn, và trời người trong nước cũng có thỏa mãn vô lượng giải như chúng sanh ở ba ngàn thế giới. Thành bậc viên giác trải qua trăm ngàn kiếp đề tính đếm, nếu biết được số lượng ấy thầy không thành chánh giác. Khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới, nếu không khen ngợi tên con, nói công đức quốc độ của con, thầy không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, lòng tin tưởng nếu có điều lành tâm, tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm. Nếu không đơn giản sanh tài không thành chánh giác, ngoài trừ nhân cao phám tối ngũ nghịch phỉ ban chánh pháp, khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, phát tâm bồ đề tu các công ảnh hành sao ba la mật kiên cố, không lùi đem âm lại đem các căn lành nguyện hướng nguyện sanh về cõi nước con, một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chung con cùng thanh chúng Bồ Tát liền lên tim đón khoảnh khắc sanh về cõi con, được bất thối chuyện nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành vẫn chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con phát tâm bồ đề kiên cổ, không tội lui trong các căn lành hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc. Điều được phải y nếu có ác nghiệp đời trước nghe danh hiệu con, hết lòng sám hối làm các điều lành lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con, mạng chung công lạc vào ba đường ác liền sanh về nước con, nếu không được như dây tay không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nước con không có phụ nữ, nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tinh tường phát tâm bồ đề chán ghét nữ thân, mãn chung liền quá thân nam tử sanh về nước con. Các loại chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều quá sanh trong hoa sen thất bảo, nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành vẫn chúng sanh cấp mười phương nghe danh hiệu con, vui mừng tinh tường lễ bái quy mãn đem tâm tinh tịnh tu hành, Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính.
Nếu nghe danh hiệu con sau khi mãn chúng được sanh vào nhà tôn quy cả căn đầy đủ thường tu thù thắng phạm hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành vật nước con không có tên ba đường ác, chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định không còn nhiệt não tâm được mát mẻ. Hoàng thọ an lạc như tỳ kheo lầu tận, nếu còn khơi nó tượng niệm tâm đấm thân sao tay không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con được vô lượng căn lành. Thân tài vững chắc như kim cang bất ngoại, thân mình đều có hào quang chiếu sáng có thành tố thầy trí huệ biển tài không cùng tăng. Rộng nói các pháp biểu dạng kinh tế pháp tiếng như chuông vang, nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành vẫn chúng sanh sanh vào nước con quyết chắc đến bậc bất nhất sanh bổ sư, trừ khi phát nguyện rộng lớn trở lại đổ sanh giáo hóa hữu tình. Khuyến phát tính tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện phổ nguyện tuy sanh vào thế giới khác ngần lìa ác thú hoặc thích thiết pháp nghe pháp hay hiện thần túc tùy ý tu tập. Thái đều nhiên mạng nếu không được như dây tê không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy ý liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện, nếu không được như dây tê không thành chánh giác. Khi con thành vật dạng vật trong cõi nước con đều tan nghiêm thanh tịnh sang chói hình sắc thù thắng di diệu không tài tả xét, dù có thiên nhãn cũng không tay diện tả hết già đẹp. Về hình sắc hình tướng lồng lấy và số lượng chúng sanh đó vân vân, nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành vẫn vô lượng cây cảnh trong cõi nước con cao trăm ngàn vô tuần cây làm đảo tràng cao 400 vạn dặm, các bậc Bồ Tát trung phẩm cũng có thể biết rõ, nếu muốn thay các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật tuy ở nơi cây báo cùng đỡ thấy rõ vãng tưởng như xem trong gương, nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành vần cõi nước rộng rãi nghiêm tĩnh sang chói như gương chiều khắp vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm mê hộ, nếu không được như dây tay không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tộc dưới đất lên đến hư không tất cả dạng vật cung điện. Lầu cát ao nước qua cây dần dần trong nước đều do vô lượng bảo hương hiệp hành hương thơm sông khắp mười phương thế giới, chúng sanh người được đều tu Phật hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành vỡ các bậc Bồ Tát trong mười phương cõi Phật nghe danh con rồi đều được thanh tịnh giải thoát cô đăng tam muội các môn tổng trì vào tam địa cho đến thành Phật tuy ở trong định. Thường cũng dường nhớ lượng nhớ biên chư Phật vẫn không mất định đi, nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành vẫn các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng lý sanh pháp được các môn Đà La Ni thanh tịnh quan hỷ an trụ trong thầy tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ tri đức mà không chứng được ba nhẫn nơi Phật pháp mà không chứng được bậc thôi chuyện thầy không mà thành chánh giác. Bổ quyết tâm kinh ma ma nhã la la mật la tâm kinh văn tự tại bồ tát tâm ma nhã la la mật la tại tiêu biên ngũ bất giai không độ nhất thế bồ tát. Xá lợi tử sanh bất nhĩ không công bất nhĩ sanh sanh thức nhĩ không công thực tỳ sắc ba tưởng hành thức diệu phục như là thầy. Xá lợi tử nhĩ chư pháp không tưởng bất sanh bất diệt
mân con bấn tịnh bấn tăng bất nhàm tỷ cố công trung vô sanh vô thọ tưởng hành tức vô nhàn nhĩ sĩ thiệt tâm ý vô sắc tinh hương di xúc pháp vô nhàn giờ này chỉ hữu ý thức vô 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 nhiệm vô vô minh tầng nãy chi vô lao tự diệt vô lao tự tầng vô cô tập diệt lão vô kỳ diệt vô đập chỉ vô sơ đập cô bồ đề tạng loại hi bạc nhã ba la mật đa cô tâm vô ai ngại vô ai ngại cô vô cùng vô Nhiệm ly liên đạo mộng tưởng cô kinh niết bàn tâm tây phật ni bát nhã ba la mật đa cổ đắc na nộ đa la tâm miểu tâm bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thường chú thể vô đằng đẳng chú năng trợ nhân tiêu cổ chân là thiện bất ngư cô tiết bát nhã ba la mật đa chủ tức tiết chủ viết yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà vàng sanh quyết định chân ngôn nam mô a di đà bà già đa ta già đa niên già ta a di đà đô ba tỳ a di đà đa tất nam ba tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đế a di đà đa tỳ ca lăng đa già di đà già già na chi đa ca lê ta bà nam mô a di đà bà già đa ta già đa niên già ta a di đà đô ba tỳ a di tất nam ba tỳ a di đà tỳ ca lăng đế a di đà tỳ ca lăng đa già di ni già già na chi đa ca lê ta bà nam mô a di đà bà già đa ta già đa niên già ta a di đô ba tỳ a di đà tất nam ba tỳ a di đà tỳ ca lăng đế a di đà tỳ ca lăng đa già di ni già già na chi đa ca lê ta bà Phật A Di Đà thân kim sắc tướng tốt quang minh tự trang nghiêm năm tu di quyển chuyển bạch hào bốn biển lớn trong ngần mắt biết trong màu an qua vô số Phật vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh chính phẩm sen vàng lên giải thoát quy mạng lễ Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện giảng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi Di Đà Phật nam mô A 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 Di Đà Phật nam mô
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hùng mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung
không tam đấm ngô dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung hận nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung Phật phóng quang nghiệp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung liên hoa con hóa sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi giảng sanh tịnh độ hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi giảng sanh tịnh độ chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi giảng sanh tịnh độ chống viên thành toàn giác. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân Di Đà Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân Di Đà Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân Di Đà Phật. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong dòng sanh tử, tội chướng sâu nặng luôn chuyển sau đường, khổ không nói đường nay gặp tri thức được nghe dình hiểu bản nguyện công đức Phật Di Đà một lòng xưng niệm. Cầu nguyện vãng sanh nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ phụng quang nhiếp thọ đệ tử chúng con. Chưa biết Phật thân tướng tốt quang minh, nguyện Phật thị hiện cho con được thấy lại thấy tướng màu quang âm thế chi các chúng Bồ Tát và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm vẻ đẹp quang minh, xin đều thấy rõ con nguyện lâm chung không chướng ngại. A Di Đà đến rước từ xa quang âm cam lộ lưỡi nơi đầu thấy
chỉ kim đài trao đỡ óc trong một sát na lìa ngũ cực. Khoảng tay có gửi đến liên trì, khi hoa sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng Pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe xong liền ngộ vô sanh nhân. Không rời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện lợi quần sanh, ai lấy trần lão làm Phật thử, còn nguyện như thế Phật chứng tri. Kết cuộc về sau được thành tổ, niệm Phật lại Phật công đức tổ thân hạnh, vô biên tăng phước giai hồi hương, phổ nguyện Pháp giới chữ chúng sanh. Tóc vàng vô lượng quang Phật sắc, nguyện tiểu tam chưởng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chứng minh liêu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cô phẩm liên hoa di phụ mẫu, khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất tối Bồ Tát di bản lư. Nguyện dị thử công đức phổ cập nhật tiết, ngã đặng dự chúng sanh giải công thành Phật đạo. Phục nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật, liên tòa chứng minh. Phục nguyện thượng chúc Phật nhập tăng nguy pháp luân tường chuyển phong đều vũ thần bất thái dân an thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hướng trang nghiêm Tây phương Phật tình độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường, xin hồi hướng cho quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại hữu hình và vô hình. Nếu có ai thấy nghe điều pháp tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật Ca Di Đà chân tích Quang Lâm Phong Ngọc Hào An Gia Hộ. Đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung, thân công tật bản tâm công ngôn mê nhất tâm niệm Phật, Phật và thân chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con giảng sanh về Tây phương cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Thị Từ chân tích Quang Lâm Phóng Ngọc Hào An Gia Hộ. Đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc. Tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ trang nghiêm xuân đa kiết cánh hạ bảo bình an thu tống tam tai đông nghinh bất phước một hầu đắc Di Đà to ký. Đệ tử chúng con nguyện Đức Phật Ca Di Đà Thị Từ Phóng Ngọc Hào An tiếp dẫn chư hương linh dung linh cụ huyền thấp tổ thập nhị loại cô hồn nga quý hà sa hồ dĩ vô nhanh hồ danh vô nhị nam nữ thương vong lai đáo Phật tiền văn kinh thánh pháp tốc xả mấy đồ siêu sanh tình đồ. Phổ nguyện âm siêu dương tai pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng. Từ quý Pháp xin nguyện chúng sanh tu rõ kinh
tăng xin nguyện chúng sanh tông ấy đại chúng tất cả không ngại. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh